chị em đang kéo gà nhưng mà mọi người đã nói trên YouTube này mai một miền Tây sống ở Sài Gòn ăn kéo gà nha mọi người. Cái này đâu có lá chanh đâu. Lá chanh hả? Lá chanh á. Nó làm trộn lỗi đâu lá chanh. Ờ. Mọi người ăn cháo với mọi nha. Cháo gọi gà hả mọi người? Bụng quá hàm chị em đi ăn cháo. Xe nó bắt đầu đứng xuống.
rau còn cua mọi người. Nãy giờ gỡ nhiều quá, tôi gỡ ít thôi. Mọi người xem hết video và đăng ký kênh cho mọi người. Bye bye, mọi người gặp lại.